Vâng, bây giờ là 18 giờ. Quý vị đã được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Thứ năm ngày 14 tháng 4, 2022, ngày Kim Đường Hoàng Đạo. Ba con giáp Sửu, Thìn, Tỵ sẽ có thời cơ và may mắn gì ngày nay? Quý vị hãy nghe ông đồ mách nước nhé. Vâng, thưa quý vị, thứ năm ngày 14 tháng 4, 2022, âm lịch là ngày 14 tháng 3, tức ngày Đinh Dậu, ngũ hành là Sơn Hà Hỏa. Thứ nhất là xét theo tam hợp địa chi thì Tỵ Dậu Sửu là một nhóm tam hợp, bắt đầu từ Tỵ Hỏa, tiến tới là Dậu hành Kim, rồi đi vào Sửu là hành Thổ. Tỵ có các tuổi như là 1965, 1977, 1989, 2001. Sửu thì có các tuổi 1961, 1973, 1985, 1997 và 2009. Thìn thì lục hợp với Dậu. Thứ hai, gặp ngày Kim Đường Hoàng Đạo lại được sao đầu chiếu. Sao đầu là sao tốt thuộc Mộc Tinh, chủ trị ngày thứ năm. Và các tuổi này tốt nhất là xây đắp hay là sửa chữa phần mộ, làm sông nước, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. May hơn khi gặp sao Địa Tài, Nguyệt Đức phù hộ thì tốt cho cầu tài, cầu lộc, khai trương cũng rất là tốt đẹp. Tuy nhiên ngày Đinh Dậu, xét về mặt can chi ngũ hành thì cũng không ít con giáp vướng phải những cái việc không nên làm. Vậy những việc đó là việc gì? Quý vị hãy ủng hộ kênh ông đồ bằng cách xem, nghe và đăng ký theo dõi nhé. Thứ nhất là ngày Đinh Dậu, ngũ hành là Sơn Hà Hỏa, can khắc chi. Đinh thì hành hỏa mà khắc Dậu thì hành kim. Theo nhóm tứ hành xung Tý, Ngọ, Mão, Dậu thì ngày Dậu tương xung với Mão. Các tuổi xung trong ngày là Đinh Dậu là Ất Mão 1975 hành Thủy, Quý Mão 1963 hành Kim, Quý Hợi 1983 hành Thủy, Quý Dậu 1993 hành Kim. Xét theo ngũ hành tương khắc Hỏa khắc Kim và Thủy khắc Hỏa. Thứ hai là lại gặp phải ngày Nguyệt Kỵ và Hoang Vu. Các cụ ta ngày xưa vẫn nói sợ nhất sát chủ Hoang Vu, cho nên các tuổi trên không nên làm việc lớn như là cưới xin, đồng thổ, xây nhà, khai trương, nhất là đi sông nước vì kết quả đều không được thuận lợi. Ngày Hoang Vu có cần phải xem hình hại phá tuyệt nữa không? Vâng quý vị, rất nên xem quý vị ạ. Ngày Đinh Dậu sẽ tự hình với Dậu, hại tuất phá tí và tuyệt dần. Tại sao Dậu lại tự hình với Dậu? Vậy là vì mỗi cái địa chi đều có cái khí vượng. Nhưng trong trường hợp khí vượng thái quá thì tự nhiên sinh tai họa. Và trong cái trường hợp này được gọi là tự hình, tức là tự hình chi hình, vì tự mình hình mình. Như vậy Dậu thì kim quá vượng nên tự hình mình vậy. Các tuổi này gặp cái ngày Hoang Vu ly sản cũng không nên làm các việc lớn, nhất là cưới hỏi hay là lạc nhà. Và đặc biệt theo Khổng Minh Lục Diệu thì ngày này là ngày xích khẩu, tức là ngày hung tuổi Mão, và nhất là cái tuổi Đinh Mão nên đề phòng miệng lưỡi, mâu thuẫn, tranh cái, thị phi, làm ơn lại mắc oán quý vị nhé. Chúc quý vị buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn quý vị.